Hello mọi người nha. Chào mừng các bạn đến với tập số 3 của tựa game Charlie ở địa phủ. Và chúng ta đã bắt đầu chương thứ hai nào. Thông báo với các bạn là sau cái cuộc vote tên của nhóm Discord đó các bạn thì mình đã có kết quả rồi nhá. Nhưng mà mình đang đợi nốt cái để hoàn thành xong cái Ava của group nữa. Là ok. Thì mình sẽ tạo và mình sẽ để link về sau. Ok nhá. Chắc là phải hết hôm nay các bạn ạ. Có thể là như vậy. Chúng ta cùng quay trở lại nào. Chết tiệt, bà già biến đâu rồi nhỉ? Ôi trời ơi, thì ra cái thế giới đen trắng này là thế giới của hồn ma. Mình thật sự đã chết. Chết tiệt. Chúng ta nên đi tìm bà Doan càng sớm càng tốt. Chắc bà ấy chưa quay lại nhanh vậy đâu. Và tốt nhất là hai người nên nói chuyện với nhau sớm. Nếu nói chuyện suôn sẻ thì sếp cũng sẽ vui lòng. Sao tên ngốc này đối tốt với mình thế? Liệu mình có phải lo chuyện bao đồng như cậu ta thì linh hồn mình mới tỏa sáng. Làm người tốt phiền phức ghê. Đừng sợ, người điều khiển mèo Hayden đang ở đây. Đúng rồi, may mà chúng ta có người điều khiển mèo Hayden giúp đỡ. Cậu ta á? Điều khiển mèo? Thế thì giúp được gì? Nếu cậu muốn được giúp thì phải hỏi tử tế. Nhóc à, vậy làm thế nào mà việc nói chuyện với mèo giúp chúng ta được? He he, đoán xem. Tên nhóc phiền phức này. Đợi chút, có phải chúng ta sẽ dùng mèo để tìm bà ra? Charlie thông minh đó, chính xác là vậy. Ok, cảm ơn cậu. Tớ rất thân với mấy con mèo trong khu phố. Khi cần tớ nhờ vả kèm theo chút thức ăn cho mèo, chúng ta có thể yêu cầu bất cứ điều gì. Ai trả tiền thức ăn cho mèo vậy? Elgin trả. Cái đẹp. Elgin bảo là trẻ con thì không cần phải lo chuyện tiền nong. Thay vì suy nghĩ về tiền mua thức ăn cho mèo, Hayden sẽ tập trung vào những việc mà Hayden làm được. Đừng lo lắng chuyện tiền nong. Tôi được trả thêm tiền nhờ làm bảo vệ ở ga tàu điện ngầm. Bảo vệ khỏi ác ma. Mà công việc của tôi có bao gồm xử lý các hiện tượng thì siêu nhiên. Thì thế đó là lý do mà không ai thắc mắc chuyện cậu ngủ ở cầu thang nhà ga. Ok, Hayden sẽ đi nhờ tụi mèo tìm bà Joan. Có tụi mèo giúp chắc chắn sẽ nhanh hơn là tự tìm. Đúng là một khả năng tiện lợi. Chắc nhờ vậy mà đứa nhóc này mới làm việc được tại văn phòng. Cậu đỉnh thật đó, nhóc con. Thật á? Đỉnh á? Đúng vậy, Hayden rất đỉnh. Ẹc, tránh xa tôi ra. Hayden và Charlie sẽ rất thân cho mà xem. Hayden thích những người vừa thông minh vừa có óc quan sát. Chứ không phải là cậu thích những người hay khen cậu à? He he, như nhau mà. Hayden, bình tĩnh. Tôi bảo tránh xa tôi ra mà. Ước gì cậu không được việc, cậu không được việc như vậy. Thấy chưa? Cậu đã nhận ra khả năng của Hayden. Hayden tuyệt đỉnh sẽ giúp cậu. Nhìn kỹ đây. Hayden cùng chúng tôi bay đến chỗ chú mèo. Tôi chết rồi. Sắp phải xem quảng cáo rồi các bạn ạ. Ok. Xin chào, cậu khỏe chứ? Mèo, mèo. Chuyện là bọn tớ đang đi tìm hồn ma của bà cụ. Cậu giúp bọn tớ được không? Méo. Kêu vậy là sao? Bạn ấy bảo là nếu chúng ta mô tả kỹ về hồn ma đó, bạn ấy sẽ nhờ tất cả con cái, họ hàng và bạn bè tìm giúp. Mô tả hồn ma. Một hồn ma nhỏ, lớn tuổi với chiếc lưng còng, tay chống gậy, đeo kính và vòng ngọc trai, đang đi quanh với khuôn mặt sững sờ. Mô tả kỹ càng lắm. Cậu quan sát tốt đấy, Charlie. Tôi chỉ nói những gì mình biết thôi. Dù sao thì bạn đã cần tìm hồn ma đó. Liệu cậu có tìm được không? Gừ, mèo, mèo. Tại sao bọn tớ tìm hồn ma bất ổn như vậy? Mà bọn tớ đang vội nên là tớ sẽ kể sau. Mèo. He he, cảm ơn cậu. Con mèo hoang ngáp rồi biến mất trong hẻm. Bạn ấy nói sẽ huy động cả khu phố. Vậy là được.
Nhí, nó sẽ làm đến thế á? Hết hồn ma rồi đến mèo, sao ai cũng tốt vậy? Thì chúng ta đang giúp đỡ người cần được giúp, đúng không? Làm việc thiện là lẽ tự nhiên mà. Chật chật, Eugene đúng là một người mơ mộng. Bởi vì giúp đỡ người yếu thế là mục tiêu lớn nhất của một xã hội văn minh. Việc mạnh ai nơi sống chỉ có thể tồn tại ngoài hoang dã thôi. Giới trẻ ngày nay thật là... nhìn xem một đứa trẻ con đang nói gì kìa. Im lặng luôn rồi. Dù sao thì bạn muốn nghĩ theo cách nào cũng được. Đúng vậy, có thích cách giải thích nào hơn? Mà... cái này có tăng thiện cảm không? Không có đúng không? Cái này không tăng thiện cảm đâu. Cái này à, thôi, bởi vì là mình đang cần phải để Elgin thấy mình là mình có thể tự chứng minh được bản thân, cho nên là chúng ta cần phải khen Elgin một tí. Đẹp biết ngay mà. Ok, các bạn đợi mình chút, mình phải cày vé đã nhé. Các bạn mình sẽ trở lại ngay sau đây. Ê, thì kiếm được 175 vé rồi. Cảm ơn. Nhưng mà bạn có thể không nói câu cuối cùng mà. Ok. Nhưng mà Hayden cũng đúng mà. Tất nhiên rồi. Ai cũng biết là Hayden tốt bụng đến nhường nào. Nhưng mà liệu đó có phải thực sự là lý do cậu ta làm việc chăm chỉ đến vậy? Charlie, sao bạn nhìn tôi chăm chăm vậy? Vậy là cậu trải qua bao nhiêu phiền phức chỉ vì cậu nghĩ đó là điều nên làm. Tôi chỉ đang nghĩ là cậu đúng là một người tốt. Bạn cũng sẽ như vậy sớm thôi. Thế, thật sao? Vậy không phải tôi từng là ác mà. Hãy tự nhìn bạn lúc này mà xem, Charlie, bạn đang tỏa sáng đó. Một linh hồn rực sáng là một linh hồn tốt, sếp đã nói vậy. Nên là giờ, hãy cứ tập trung và chứng minh rằng cậu là một linh hồn lương thiện và không tạo thêm ác nghiệp nữa. Cả hai chúng ta đều không muốn tích tụ ác nghiệp và vĩnh viễn trở thành ác ma, đúng không? Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt sếp mất. Nếu mà ông trùm hiểu biết nhiều đến vậy về hồn ma, tại sao anh ta vẫn là một bóng đen như vậy? Đúng rồi. Chuẩn, cái này là thắc mắc từ phần 1 cho đến bây giờ rồi. Mình cũng không biết nữa. À đúng rồi, mình có đọc qua comment của các bạn ở video trước thì các bạn bảo là khi mà chơi xong thì sẽ có một cái cảm giác khá là khó tả. Các bạn thì bảo là lẽ ra không nên chơi, thì mình đoán là chắc là cái ending là sẽ có ending buồn rồi các bạn ạ. Sad ending rồi. Mèo, à đây chắc là tìm thấy rồi này. Hả? Đã xong rồi à? Cái gì? Đã tìm thấy bà ta rồi à? Mèo, méo, mèo. Các bạn ấy bảo có thấy bà Doan đi qua sở cảnh sát. Có vẻ như bà ấy đang đến tiệm hoa. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ nhờ Elgin mang đồ ăn cho cậu sau nhé. Reed. Tiệm hoa ở hướng kia. Được, hãy đuổi theo trước khi chúng ta mất dấu bà ấy. Ok. Ôi chà chà, đây rồi. Hello anh bạn. Có vẻ như đây là tiệm hoa. À, xin đúng rồi. Chào buổi tối, Hayden, Elgin. Này, quái. Thử, hồn ma này cũng là thành viên của văn phòng à? Hồi trước bọn tớ có giúp anh ấy và giờ anh ấy là hàng xóm tốt. Anh xin, đây là Charlie, bạn ấy là thành viên mới của chúng ta. Dạ vậy. Xin chào, em khỏe chứ? Không ổn chút nào. Hả? Tôi không có thời gian cho việc này. À tôi chết rồi. Bởi vì mình không sợ cái chết, bởi vì mình thấy tự nhiên lại bảo nhận xét là xin là du côn thì mình tưởng sẽ động chạm, nhưng mà ra chọn cái dưới thì nó còn lại không ổn hơn các bạn ạ. Anh có nhìn thấy hồn ma già nào quanh đây không? Mà em đang nói đến bà Doan phải không? Anh chưa gặp bà ấy. Hay là chúng ta đến sớm quá? Chắc vậy. Anh đứng ở đây phát hoa từ chập tối, nhưng mà anh không thấy bà Doan đi qua. Vậy thì bạn hãy bàn xem chúng ta làm gì khi bà Doan đến. Ta phải làm gì à? Vì bà Doan rất là mạnh,
Nếu ba chúng ta không cùng giữ bà ấy lại, chắc chắn bà ấy sẽ lại biến mất. Tớ sẽ giữ tay trái, còn Elgin giữ tay phải. Rồi... Hayden, có phải chúng ta đang săn đuổi bà ấy đâu? Chỉ cần nói chuyện thôi mà. Cậu không biết bà ấy ngoan cố thế nào à? Chắc là Charlie cũng phải túm lấy bà ấy mới đủ. Cái câu cuối tự nhiên lại hơi hơi kéo dài, từ nhẹ nhàng là mình cũng hơi nghi ngờ các bạn ạ. Thôi chắc là cái trên nhá, mặc dù nơi thô lỗ nhưng mà mình hơi nghi ngờ cái từ nhẹ nhàng ở dưới các bạn ạ. Hay là mình chọn nhẹ nhàng nhỉ? Thôi nhẹ nhàng đi, đừng ăn cả ngã về không. Chúng ta không thể nói chuyện một cách tử tế nếu cô giữ chân một người đang muốn trốn tránh. Chúng ta phải để bà ấy nghĩ là không cần phải trốn tránh làm gì cả. Đúng rồi, thế này thì ok hơn đấy. Chết tiệt, tôi không biết là làm vậy có tác dụng không nữa. Charlie khá là tâm lý đấy chứ. Hử, tôi chỉ đang làm chuyện cần làm thôi. Tôi biết là anh muốn nói tốt về tôi, nhưng mà anh sai rồi. Nếu không có thật sự cần thiết thì chẳng lý do gì để tôi hành xử một cách tâm lý cả. Thực tiếc là em nghĩ vậy. Charlie là... Úi rồi, ác ma lớn tuổi. Hả? Sao chúng mày dám? Thật vô lễ. Ok, linh hồn một bà già. Lũ rành con chúng mày. Sao chúng mày dám? Lũ côn đồ. Đấy không phải là hồn ma mà lũ mèo nhắc đến, phải không? Sao chúng mày dám mở cái miệng hối tha nói với người lớn tuổi như vậy? Tim người mà không cầm theo bản phác họa thì sẽ xảy ra chuyện thế này đấy. Đây không phải lúc để ngạc nhiên. Thấy chưa, Charlie là người bình tĩnh nhất ở đây. Chết tiệt, ngừng nói ngon nói ngọt, làm cái gì đó với cái thứ đang tiến về phía chúng ta đi. Tránh ra cút đi, lũ côn đồ chết tiệt. Ấy, nó đang bay thẳng về chuyện chúng ta kìa. Mẹ ơi, bố ơi, cô y tá ơi. Á, nhanh lên, chú vào trong tiệm hoa thôi. Úi dồi ôi, khiếp người. Nhìn cái mặt sợ này mình không biết là nên khóc, nên cả cái nhầm, nên buồn hay nên vui nữa. Đợi đã, mọi thứ đã ổn chưa? Không phải là ác ma đó sẽ bay xuyên qua cánh cửa à? Ác ma ở ga tàu có thể bay xuyên vào cửa sổ, đúng không? Hôm trước, River mang đến mấy sợi dây màu đen và buộc chúng vào bản lề cửa. Sau đó, khi tiệm hoa đóng lại, hồn ma không thể dễ dàng bay vào nữa. Gì cơ? Nếu có đồ như vậy thì đáng ra cô ta phải cho tôi một ít chứ. Tôi cũng nghĩ vậy. Tớ cũng nghĩ thế. Xoạch xoạch. Thế giờ làm sao? Thông thường, chúng ta sẽ xem ác ma có mạnh hơn mình không, quyết định rồi quyết định cách giải quyết. Nhưng mà trông ác ma này không mạnh lắm, ít nhất là yếu hơn ác ma ở ga tàu. Thông thường ác ma càng nhỏ thì càng yếu, lúc còn sống cũng tương tự. Vậy nghĩa là dù sống hay chết thì nhỏ hơn vẫn yếu hơn. Tiếc thật. Là ý tôi không phải vậy. Khi hồn ma nổi điên, càng điên thì nó sẽ càng to lên. Tuy ta giữ nguyên ngoại hình như lúc còn sống, kích thước của ta sẽ thay đổi, thậm chí là trở nên mất ổn định tùy theo cảm xúc. Vậy không phải kích thước cơ thể mà là kích thước nỗi đau mới quan trọng. Nỗi đau? Nỗi đau à? Liệu có phải là ác ma đó khá là nhỏ? Tớ biết là vì tớ đã thấy nhiều ác ma nó khác. Vậy sao cậu không xử nó luôn đi? Ai sẽ làm điều đó đây? Ai là sao? Đấy, bốn hồn ma ở đây cơ mà. Tớ hiểu rồi. Vì đó không phải là mèo nên nhóc con không làm gì được. Và Eugene là người phàm nên không có sức mạnh gì. Vậy là chúng ta còn... Đây này, đoạn này chắc là nên sao kéo cho Charlie không nhỉ? Hay cho Sin nhỉ? Sin thì các bạn có nghĩ là Sin là nói chuyện được với cái ác ma bà già đấy không? Hay là bố của Charlie? Mình chỉ đang muốn hạn chế Charlie dùng sức mạnh lại. Bởi vì nếu mà mình đoán, theo mình đoán là càng dùng nhiều kéo ấy các bạn, thì những cái ký ức nó càng ùa về. Mà ký ức mà ùa về là thì nó Charlie nó bắt đầu sẽ đen đen đi các bạn ạ. Cho nên là
Mình chả biết là xin nó cầm cự được không nữa. Trông khá là khó. Thôi được rồi. Mình cứ triển thử mình tự mình bản thân luôn nhé, tự Charlie xem sao nào. Tôi đoán là tôi nên Charlie. Chết tiệt, là tôi sẽ làm, được chưa? Đúng rồi, không để trông cậy ở xin được coi nào. Tên trùm chết tiệt đó biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên là cử mấy người này đi theo mình. Bình tĩnh đã Charlie, cậu là một người phàm mà còn đang phải nhờ tôi bảo vệ đó. Xin có vẻ quan trọng đủ để River phải lo cho anh ta. Đấy không phải. Còn Hayden thì Còn Hayden thì cậu quá quan trọng để phải động tay trong những lúc như này. He. Giờ tôi đã hiểu tại sao tên khốn đó đen kịt rồi. Chắc anh ta biết trước chuyện này sẽ xảy ra nên là cử mấy người đi cùng tôi. Ok.